Những ngày cận Tết luôn là thời điểm tất bật bận rộn, ai cũng tranh thủ thời gian để chuẩn bị đón Tết vui tươi sung túc cùng gia đình. Và đây cũng là thời điểm để nhiều bạn trẻ tranh thủ kinh doanh online các mặt hàng đặc trưng ngày Tết, kiếm thêm nguồn thu nhập. Công việc chính là nhân viên văn phòng, thế nhưng tranh thủ thời điểm cận Tết, chị Trần Thanh Thảo chọn kinh doanh thêm các mặt hàng thực phẩm đặc trưng ngày Tết. Ngoài việc chuẩn bị một quầy hàng bán tại nhà, chị còn đăng tải các mặt hàng trên mạng xã hội để bán online. Mình sẽ tăng cường bài vở, mình hình ảnh đồ nhiều hơn để thu hút người mua. Thì qua đó thì cái lượng khách nó cũng tăng so với ngày thường, thì nó cũng giúp tăng thu nhập thêm cho gia đình. Thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là dịp để nhiều người dân tranh thủ kinh doanh thời vụ. Xu hướng những năm gần đây, nhiều người tiêu dùng thích mua hàng từ xa, mua hàng online thông qua các trang mạng. Các món thực phẩm homemade đặc trưng ngày Tết cũng rất hút hàng, như các loại mứt Tết truyền thống hay dưa chua, củ kiệu. Cô thích làm mứt với làm dưa chua, làm các món đặng dùng theo ngày Tết truyền thống. Vừa làm vừa hướng dẫn cho dâu với gái cho nó làm. Một mặt thì làm, chỉ dạy cho nó làm, cho nó biết làm. Thứ hai nữa là để cho nó bán trong mấy ngày Tết nè, nó đăng online rồi nó bán, rồi nghe bạn bè mua, khích lệ, khen nữa, cô rất là vui. Khi công nghệ số phát triển với nhiều tính năng tiện lợi, thì việc mua hàng online cũng trở thành chọn lựa của nhiều người tiêu dùng. Bên cạnh các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm, nhiều bạn trẻ còn tận dụng kênh bán hàng online để kinh doanh sản phẩm gia dụng, các mặt hàng trang trí Tết. Thời điểm cận Tết thì hiện tại giờ khách thì cũng đang bận rộn nhiều quá, không có thời gian để đi mua hàng. Việc bán online thì giúp cho khách tiết kiệm được thời gian, mà bên em cũng tăng thêm thu nhập. Kinh doanh thời vụ, trong đó kinh doanh online các mặt hàng đặc trưng ngày Tết, không chỉ có thêm nguồn thu nhập mà còn giúp các bạn thỏa lòng đam mê, có thêm trải nghiệm mới, góp phần tạo nên không khí đón xuân thêm vui tươi, phấn khởi.